Chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em nhé. Cảm ơn tất cả cô dì chú bác, anh chị em đã theo dõi video của em. Hôm nay em giới thiệu bác một con điều hòa không khí máy lạnh. Con này nó có hai chiều bác nhé, con này của hãng Toshiba sản xuất. Đời của nó là 2020 nhé, đời rất cao. Em tháo ra để em vệ sinh, nhưng mà thực tế thì tháo ra chỉ có vệ sinh đúng mỗi cái quạt gió này thôi. Đấy, quạt gió này nó dính tí bụi phấn rồi. Đấy, nghĩa là bảo bảo tại vì con này nó chạy rất là ít, nên là nó cũng rất ít là bụi các bác nhá. Đấy, bác nào thích những con máy mà đời nó cao, đấy, máy nó dùng ít, đấy, thì con máy này anh nhá. Đấy, đẹp lắm. Đấy, tự động vệ sinh, trộn quấn quét, thu gom bụi, tháo rời ra tí em sẽ lắp lại. Các bác nhìn thấy, nhìn cái dàn của nó có 1 HP mà dàn bằng phải đến 3 HP của mình quá nhá. 2 tép rất nhiều, trong này 3 tép cơ. Đấy, rất là dày, bởi vậy cái dòng cao cấp thì lúc nào giá nó sẽ cao hơn so với dòng thường các bác ạ. Con này bo nguồn nằm trên đây, nằm trên mặt này. Đấy, độ mới thì khỏi phải suy nghĩ rồi, mới keng xe ben. Đây là những cái đầu này thì tất nhiên là nó sẽ có những cái vết hen gì như cái này bác nhá. Cái này là sắt ở cái mé đầu của dàn nhôm. Con này là đồng các bác nhá. Đấy. Các bác đừng quá quan trọng cái đó. Nó trong môi trường nước liên tục thì chắc chắn nó sẽ có các bác nhá. Đấy. Kể cả ít chạy hay là nhiều chạy nó cũng thế thôi. Này, dàn này rất là mới, mới cứng luôn. Đây này vỏ của nó này. Đấy. Mặt của nó thì em sẽ lắp vào. Còn đây là dàn nóng các bác nhá. Đấy, dàn nóng này, 1 tép. Dày luôn các bác nhá. Con này nặng 28 kg. G32 nhá, 2020. Đấy, một ngựa mà nặng 28 kg là bác biết rồi. Đấy, mới đẹp lắm các bác nhá, xuất sắc luôn. Thì em sẽ ráp vào cho các bác coi nhá. Ok. Đấy, đợi em một chút để em ráp cái máy nó vào các bác nhá. Video hôm nay thì các bác khách hàng chiêm ngưỡng cái con máy lạnh Toshiba này các bác ạ. Đấy, độ mới thì các bác nhìn thì bác biết rồi, dàn của nó thì nó đẹp keng xe beng. Đấy, từ dàn nóng cho tới dàn lạnh các bác nhá. Đấy. Ống co đồng còn bằng chế. Con này là đầu 25 các bác nhá. Đẹp. Đấy, màu trắng này, nhìn trông chất lượng các bác nhá. Đời của nó 2020. Đấy, nặng 13,5 kg. Đấy, nó rất là dài các bác nhá. Đây 13,5 kg. Đó. Cực kỳ là dài. Đấy. Nhìn rất là đồ sộ rồi. Đó. Khiển zin luôn các bác nhá, khiển zin luôn. Bác nào nhu cầu mua con máy 2020 này, đẹp như này, các bác liên hệ cho em. Đấy. Mới. Trắng bốc luôn. Đây là trắng nguyên bản nhá. Trắng không cần phải qua sơn. Đấy. Sơn thì bình thường thì đời sâu sâu tí muốn đẹp thì chỉ có sơn lại thôi, nó mới đều màu thôi, chứ không thì chỗ vàng, chỗ trắng. Đấy. Đấy là cái hàng bãi. Con lâu rồi thì bắt buộc phải như vậy thôi. Còn này đời 2020 thì nó còn mới cứng như thế này. Đến giờ 2023 tính là 35 thôi, nhưng thực tế thì bây giờ đầu 2023 thôi. Đấy thì tính ra mới 25 thôi các bác. Đấy, mới đẹp từ những cái chi tiết. Con này bo nguồn nằm phía trên này. Đó. Giờ cái này dùng xong thì tự động nó sẽ vệ sinh hết các bác nhá, lưới. Đầu nó giống như mấy con đầu ba la tên nửa, mấy cái Daikin tên nửa đó. Daikin nhọn nhọn đó. Đẹp không? Đấy, dàn các bác nhìn này. Nó mạ như vui mạ vàng các bác ạ. Quá đẹp luôn các bác ạ. Con dàn xuất sắc luôn các bác ạ. Cả dàn trên lẫn dàn dưới. Alo. Đấy, cho em. Khi các bác cần nhu cầu về con máy này nhá, nó dùng cho phòng 10 đến 15 mét thôi các bác ạ. Đấy. Hiện tại em đang dùng một con đầu 22 cho phòng 10 mét vuông. Em sẽ cho các bác xem nhé. Đấy. Em để thì toàn để chức năng tự động thôi, nghĩa là tự động. Trong phòng thì đang có người ngủ nên không có quay. Đấy. Còn cục nóng của nó đây. Tất nhiên nó sẽ nhỏ hơn rồi. Cục nóng con này nó nhỏ hơn, nó ngắn hơn một chút. Cao bằng nhưng ngắn hơn một chút. Con này đầu 22 đó, 2019. Đấy, em đang dùng chạy cho khoảng 10 mét vuông, trước có đăng lên các bác
rất là giá cao. Máy tiền nào vậy đấy các bác ạ. Nó đẹp như thế, mới như thế thì tất nhiên không có rẻ. Em đi mua cũng chẳng được rẻ đâu các bác ạ. Đấy, nên các bác cũng lưu ý nhá. Đấy, tiền nào đi đôi với vải lấy thôi. Ok, thank you các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên nhấn nhầm nút like, nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất nhé. Thank you các bác.